Vậy đi, vậy đi con. Này tụi cái nè. Mấy tụi cái đâu có bị nhiều. Tụi cái bị nhiều đẻ quá, ăn lúa chịu cho nổi. Là mọi người, hôm nay mình nói mình đem cái lồng này mình chặt rồi nó sáng bạo đám dính nè. À, coi như okay. Chạp bá luôn. Trời ơi, đã. Mọi người nha. Hai mọi người. Nay mình chuyển sang hướng mới, đó là đi gài bẫy chuột. Không ngồi. Gài bẫy chuột mọi người ơi. Ruộng mới cắt. Ruộng mới cắt luôn nha. Được, hai em nè, hai em nè. Hai em rồi. Đó, con đầu tiên. Đó. Chàng khè luôn. Đây, đây, đây. Ngon chưa, ngon chưa? Chuột gà đực. Hồi xưa tụi mình quay những video đầu tiên của kênh này cũng là về bẫy chuột nha mọi người. Đâu con nữa không? Đây nè, nhỏ à. Hồi xưa mà mấy cái video mà mình quay đầu tiên up lên trên cái kênh này luôn á là cũng là đi bẫy chuột đây nè. Giờ tiếp tục. Bây giờ cũng ở đây ra lấy cái lồng khác mà lựng cái lồng nhỏ cho ta. Trời ơi, thiếu quên lồng nhỏ kia nha. Để đi chút. Vừa thấy hai em thấy vui vui rồi. Hai con. Bộ mấy anh kia chưa cắt xong rồi. Bởi vì nó chưa có chạy nhiều, nó còn ở trong lúa, chừng nào cắt lúa hết rồi. Gài gài theo mấy cái đường mòn vậy nha mọi người. Cách của gài cái lồng chuột nó đơn giản lắm. Mình gài theo đường mòn của con chuột nó chạy. Nó chạy đường mòn nè, mình để vô, vậy là nó tự chạy vô. Không biết sao nó không thấy đường mà nó chạy vô luôn, không biết. Mình cũng không hiểu. Chuột chạy thì đường ngon. Nhưng mà giống như là nó chạy bất chấp chân nhanh hơn não. Con chiều gãy này chỗ nào ta? Ở đây. Ừ, đúng rồi, đường 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 đi xuống nè. Chiều này vậy đó, đơn giản vậy đó. Đây để ta đi trước cho. Hả? Ta đi trước cho. Ta đi nước ngoài. Ta chân đạp. Chiếu đạp chuột tay kìa. Mày đạp sao? Có không? Trước. Nè. Trời ơi, trời ơi. Bá ra đây chút chiếu đạp rồi vậy mày đầu đi trước. Trời ơi, nó bự. Đó, nó chuột nè. Trời ơi, chà bá luôn. Chờ giúp không? Ta đi trước cho. Chờ giúp không? Không, bình thường có gì. Không, ta đi mấy ngoài. Chị không có đi gài bởi vậy là đi theo thăm mà bởi vậy không có gõ địa thế. Phái gài cho trời ơi dính con chà bá rồi bà ơi. Vậy chà bá còn trước chà bá nữa. Từ từ để nó gọi nó khổ quản. Đã. Từ từ tỉnh tỉnh. Chụp giái không? Trời ơi đã. Mất cái dấu đường mòn. Trời ơi lòng này dính không mà. Dính con chuột nhỏ nữa. Lòng này đó dính chuột nhỏ nghe, lòng đó dính chuột bự à. Nhỏ này nè. Baby. Thất bại không đem cái lồng nhỏ theo gà gắn. Baby siêu siêu baby. Này gà gắn. Về là mất đút sữa cho uống nè. Gà gắn hết sảy luôn trời. Nhỏ quá nhỏ. Mới lớn gà gắn. Mà ra bươn chải với đời vậy ha. Tao còn trước bự không? Đó, trời ơi. Rồi dễ ra tới đó luôn hả? Quá khủng luôn, hàng khủng. Cái gì? Bữa đầu tiên đi mở đồng mà phải có mấy con bự bự vậy nó mới phát thải mọi người. Lòng này đặt nó quên chỗ nữa. Trên đó quá. Thì nó kinh nghiệm mình bỏ vô bao nè, nó có sảy ra thì nó cũng nằm trong đây chứ mình bắt nó được. Chứ mình để ở ngoài là nó chạy luôn. Đó, vô. Con này vô quậy quá vậy. Này quá đã luôn nè. Đó. Thăm vậy đã. Vô là chỉ việc cái này là không đi thăm chuột mà là đi lụm chuột mọi người. Nó giải dính cái nó giải ra ngoài cái mình lụm. Không nên chiều giải đâu ta. Chắc đường này quá. Đường này hay là đường bên đây. Để lại đi. Để đi cho nó gần. Để lại đây đi. Hình như là gài dưới này hay gì cũng được. Không đặt ở trên này nữa. Này cây này làm gì quơ dữ rồi. Dính hay gì á? Dính 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 dính. Dính cả ở baby nữa. Trong này dính không? Không không. Chưa xuống đâu, giá này còn sớm nè. Nãy thấy là về về tới thu luôn. Đi từ từ cầm cái. Nó là gà gì đâu, tới giấc giờ sao thấy được. Đợi cắt lúa hả? Gài được mấy hai mấy lòng cái. Mấy hang này là bằng đi mà bà mấy hang này bằng đi mà gọi được lúc trong. Lấy ngồi mua đắng mua. Con thu không? Có đem ná thôi nè. Đó. Có đem ná nãy quên gọi bụi đó ta. Đỏ 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 đỏ
hang này, nhóc trên. Thấy rồi nè. Ôi. Thấy rồi. Rồi. Bự luôn á. Thường chạy quá. Nó uống quá. Còn. Còn. Gai gai mấy cái này chiều gai là chiều gai là tính ra cái này lụm chắc cú rồi đó. Gai cái này quá im luôn mà ăn là tẩy uống hết. Trời ơi đường chạy kìa. Bởi. Nó lụm gạo cái đó chắc luôn. Trời ơi dính con nhỏ. Ủa nó dép hả? Đi ngồi chút nhẹ còn nó dép thì giờ chị bị đứt. Vô. Cái này không biết mấy con bự có cắn mấy nhỏ không nữa. Cái tù mới hết cái tù cũ. Giờ khúc về cũng được, về cũng im rồi. Con làm. Chuột mới cắt gì nè nó mập ha. Mấy con sảy đó mà nó không sảy dính một cái là đứng là bít cái lòng luôn á. Mấy con sảy vậy chứ. Con chưa sống luôn á, vô lòng á, nó lại cứng, nó lại đông sống luôn á. Mấy con sảy vậy có kinh nghiệm. Nó lúa chưa cắt mất kìa. Tới đâu sát rồi hả? Thôi lại kia luôn. Không, tới đây. Thôi. Hai lòng nữa hả? Hai lòng ba, ba. Thấy lòng này, thấy lòng này ngon mà giống dính trời. À, kết thúc một đoạn lúa đó chưa cắt rồi tiếp tục mình đi coi đó ta lại địa điểm mới nha mọi người. Phui hàng con nhỏ xíu con nhỏ vậy là mình con hai con em bé là mình mua đặc gắn khó lắm nha. Con này như là bây giờ người ta kiếm đặc gắn là 5.000 con đó. Cái này con mình không có bán luôn. Tại vì mấy cái chỗ người ta đặt gắn mà người ta cái đồng người ta không có đồng người ta chi cắt á, bởi người ta đâu có chuột. Người ta phải đi mua. Mấy cặp mấy chuột mẹ dẫn mấy chuột con. Vừa mới cắt gom một xanh lè luôn nè. Trời ơi chạy lật lòng kìa. Lật lòng rồi. Để sửa lại. Hết. Còn thơm mùi gà luôn. Mới cắt nè. Ôi trời ơi, thằng khủng. Thằng khủng nằm giữa đường. Quá trời ơi. Cầm lòng chuột là phải cầm hai góc này mọi người, không nó cắn trong lòng gì chứ nó cắn được luôn á. Vô vô nó quậy quá quậy. Ủa chỗ này cầm hai cây đúng không, còn đâu lòng nữa, hai lòng nữa. Chỗ này chưa gãy đâu ta, cắn lộn nữa, cắn lộn nữa trời, vô đây còn cắn lộn nữa. Chụp được không trời? Được không luôn á. Để chưa cắt lúa hết mà. Nè, hang chuột cống nè. Phải không? Nè, đúng cái bá nè. Cái hang thọt cái giò vô muốn dừa luôn. Thấy ghê, lòng xuống là lụm á. Còn thấy im ghe là thấy chịu dính rồi. Chịu gì? Chịu dính gì? Dính chuột. Dính luôn hả? Hai lòng đó. Ở trong lòng. Ủa sao đặc kỳ ta? Trời ơi ăn ốc kìa. Hình như là cái lòng này bị đá gì á. Lòng này sao đặt đây được? Phải rồi. Vô lý. Đặt
không? Lụm một con. Mấy cái đường nhỏ nhỏ vậy là. Baby. Chạy đường mòn vậy mà sao chuột nhỏ ta? Đáng hơn mấy chuột bự đó. Đường nó lên luôn. Đường đó phải là một con chuột nửa ký. Hình như là phút nào mà có chuột kè là mấy chuột cơm nó không dám ở nữa. Nè. Ừ. Cái đúng chuột kè quá trời nè. Có chuột kè không? Ê gì chuột cống á. Đậu chuột kè. Gì vậy? Chè. Ừ. Ôi gom thôi bắt gì. Kè đi mốt về. Nó. Bỏ đi. Giờ này chạy ruột mệt lắm. Khủng long. Chị thấy ngon quá rồi. Lực nào lại tới khung chuối này cũng lụm mấy con bự bự. Kinh mấy mút gì chạy đâu trời. Chạy qua cái bên kia đó. Trời. Bò ngang cái lồng không dính trời. Ừ. Không phải chạy đường đó. Tại miếng ruộng kia chưa cắt hết, cái miếng ruộng kia chưa cắt rồi nó đâu có lại. Sao lại ăn con không hỉnh. Ngồi cúm núm luôn kìa. Đổi luôn. Nhìn kính nhìn luôn thấy. Trời ơi, thằng khủng rồi. Ừ. Quá vật. Ừ. Nào mà thấy rơi cái lồng xuống là lụm. Chứ sao buộc. Quá vật. Ừ, cũng không bự không. Được. Lớt lồng xuống là có tiền. Vậy là bự rồi. Chạy đi, vậy được rồi. Cái này chuột cái nè. Cái chuột cái đâu có bự nhiều. Chuột cái bự nhiều đẻ quá, ăn lúa chịu cho nổi. Này mà dính chuột nhỏ không bắt là thả ra cái tới vụ sau là không biết bao nhiêu con. Ôi, cái gì thả chứ chuột này dính bự nhỏ bắt hết. Chuột này không có thả mà đâu có thả được. Chuột mà thả không được nha. Dính là phải lụm hết. Đặt lấy mấy cái này chặn lên nè. Cái này thì đặt cũng có bí quyết nữa nha, chứ không có đâu nha. Không biết đường chặn đường nữa rồi. Nó chạy tới nó chạy mình cái đường cũ nó hai ba đường thôi, mình đâu biết đường nó chạy đường nào. Mình chặn mấy đường làm trường đường. Trời, lụm cá lóc. Hả? Trời ơi. Ơ đâu đây vậy? Cá lóc. Bắt bỏ vô bị vậy. Trời ơi đâu đây vậy? Cá lóc trứng luôn. Trời ơi xí lụm. Lụm bỏ vô. Ê. Đựng nước nè. Ê. Không vừa đâu. Xí lụm. Cá dính cá lóc luôn. Trời ơi chết luôn. Bắt luôn. Còn nào nữa không? Xí lụm luôn. Chết luôn. Đâu có con chứ đâu có bạn gì vậy? Xí lụm. Hồi nãy có con nữa mà bắt không được. Trời ơi lòng vô không dính trời. Lòng vậy đó. Trời ơi mới chạy lên thì thôi. Thơm phức luôn, còn thơm mùi gà luôn. Đập nó không dính kìa. Lòng yếu quá. Rồi sao vậy? Sửa là rồi mà sao sửa sót cái này ta? Kéo là sao hết đó. Mà cái này kéo chưa đủ đâu.
hay làm. Hôm nay gì mà không chuột trời? Không có chị đâu. Cái này chưa ra. Sáng ra giúp chị. Giờ ra rồi chứ. Giờ là cho làm mầm rồi. Đây, giải mà tới luôn ta. Đâu? Đây bên đây mà giải tới đây hả? Ừ. Vàng éo lông luôn. Có mấy con nó giải, nó giải văng qua đường kinh luôn á. Đường kinh nhỏ chứ không phải đường kinh bự này nha. Là nó giải văng qua luôn. Ê, ê. Không sao không sao, vô đây ở đâu chạy được. Cái gì cũng có thủ thuật hết, nó mình ngoài lầu mình chụp vô vậy nè. Cái mình bắt nó. Cái nó đâu ra được. Đó, lỡ rồi bỏ sẵn bỏ này luôn. Con này mình nuôi ăn lúa chắc xỉu luôn á. Tách. Bỏ vô lầu. Trời ơi. Gà bị ngược nè. Chạy dội tưng nè. Đúng đạp mấy cái bẹo nó sáng với đường kiếm. Trời 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 trời. Thằng khủng luôn á. Nghĩ nó chạy nè. Chạy xe hết hồn. Ui, xảy rồi. Xe nữa trời. Lâu dính mà xảy hoài. Mà sao giả hết trơn. Này ta có bán lò xo nghiêng không ta? Có. Chạy chưa mua. Chồng còn y vậy, chồng ta cắt lúa trong này. Ta đang chở. Ta đang chở lúa trong đó, chở sáng sáng đó. Người ta đang chở lúa. Đang vô vụ. Thằng khủng ơi. Khủng này chứ, thằng khủng rồi. Khủng khiếp. Cảm giác như có gì đang chạy phía chạy sao vậy? Tổng kết một buổi đi thăm. Trời ơi. Giờ là nhóc luôn rồi nha. Rồi mình kết thúc video tại đây nha mọi người. Sáng có đi quay nữa thì tiếp tục làm ảnh. Cảm ơn nha. Cảm ơn ơi. Này đi cuốn lòng buổi sáng mọi người ơi. Đó, nghe gì không? Cái này mọi người coi là mọi người hôm là mình nói mình đem cái lồng này mình chặt rồi nó sáng tạo ra ánh dính nè. Mình chụp ra. Chạp bá luôn. Trời ơi đã. Đó, em đầu tiên á, lồng cuốn đầu tiên cái này mình đi ngược vô trong mình cuốn ngược ra. Em đầu tiên. Dính con bự kìa. Xa xa dính bự ta. Rồi đi, xa xa dính con bự cũng được. Trời ơi, đừng mòn những ghiền trời. Đá rồi, chạy bóng lưỡi rồi nha, không vô rồi thôi. Trời ơi, bự. Dính là đá nãy ha. Được. Đường này chạy rõ ràng ha. Dính con nhỏ này. Không thấy cái lọng luôn á. Con này chả chiếu. Trời ơi. Hình như lọng này không cũng đá ba văng hay gì nữa không? Hình như cũng vậy, không biết phải. Ôi nó cắn cái lò xo nè. Trời ơi trời ơi, sảy uổng rồi trời ơi, cắn lò xo kìa. Cắn hư lò xo luôn rồi. Lò xo bằng giấy chì mà nó cắn vậy đó. Nè. Trời trời trời, rồi. Thằng khủng. Kéo gom vô kìa. Đó. Phải vậy chứ. Đây con, đây con à, hai con nhỏ con bự. Hai con luôn hả? Ừ. Đường quá im mà. Kéo gom vô núp nè. Để luôn đi. Để luôn chứ. Về tính.
Chơi như coi coi như nó núp thành công đi. Ngụy trang kiểu thái lan. Sao vô đây mà ngụy trang kiểu gì trời ơi, con này. Chút xíu. Ôi. Mặt trời giờ mới luôn nhú nhú lên được. Dính được con bự rồi mọi người. Quá. Chạy quá trời đường luôn mà. Dính con. Rồi. Chuột cá. Mấy người chuột la dư lên chuột cá. Yeah. Ừ. Chuột đực không la. Chuột đực ai ngờ là chuột đực. Không. Chuột đực hiền lắm. Tối làm si. Sáng làm nổi. Quá trời kèo hả? Ừ. Con chuột đực mà ba con chuột cái. Thôi đừng kinh kìa, kinh cá quá rồi cá. Kinh cá chạy kìa. Đó. Không thấy không nữa. Ok, chơi chạy kìa. Rồi, hồi về mình lội bắt cá đi. Đây, đây, đây. Gì dữ thần vậy? Hồi về lội bắt cá nè, kiếm bạn con hai con cá lóc rồi. Này mà đeo cam đồ đầu á. Cái chủng đen đen nó bảo đảm có con cá lóc cứng rồi đó. Không biết nhảy ra chưa, chủng đen này nè. Nó người thấy ba cái chủng không? Cái chủng chính giữa đó. Cá nhiều. Cá nhóc ở đây. Kìa con cá thấy không? Nó quậy quậy vậy đó. Thôi thăm mấy chuột xong rồi về tính nó. Bé không? Thôi có dính được rồi. Có hàng là vui rồi. Hàng bự vui một chút. Hàng nhỏ thì không vui luôn. Ủa hình như này sập lọng phải không? Thằng ơi hàng chi không thấy động đậy luôn á. Sao? Nha. Bé hả? Đó chuẩn bị á. Úc xin nữa ta gắn không? Có. Hình như mấy cái nữa trước hình như là được 7 ký. Ở trà. 7 ký gắn hả? Ừ. Gắn gì dữ vậy trời? Thì con thành hú rồi. Cái đó bị theo quay đã nữa. Lòng đấy đâu? Đúng rồi. Một nè. Ừ đúng đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Gì? Đúng rồi.